Kết quả U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait, thắng nhưng vẫn lo. Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam hạ Kuwait trong trận cầu có 2 thẻ đỏ. Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D. Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Bàn thắng. U23 Việt Nam, Văn Tùng, 45-1, Vĩ Hào, 47-76. U23 Kuwait, Saman Mohamed, Pen, 45-8. Thẻ đỏ. U23 Kuwait, Ebrahim Majok, 31. U23 Việt Nam, Ngọc Thắng, 45-4. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung ra đội hình với đa số những cầu thủ đang khoác áo các đội bóng V League. Điểm nhấn đầu tiên của trận đấu không đến từ một tình huống dứt điểm hay chuyền bóng, mà là hình ảnh phải nằm sân sau một nỗ lực tranh bóng của Đình Bắc. Phút thứ 10, cầu thủ này phải nhường chỗ cho Văn Trường khi gặp phải một chấn thương đáng tiếc. Sự thay đổi bất đắc dĩ này không ảnh hưởng quá nhiều trong lối chơi bởi thực tế U23 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc. Cho đến phút 24, Võ Nguyên Hoàng đi bóng đầy nỗ lực rồi tạo ra một cơ hội ngon ăn. Tiếc thay Văn Khang và Văn Tùng lại không hiểu ý, đã hút vào nhau, tạo ra một pha bóng gây cười cho khán giả. Phút 31, U23 Kuwait chỉ còn chơi với 10 người khi Ibrahim Majok phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha dậm nhảy lên đùi đối với Văn Khang. Công nghệ VAR đã giúp U23 Việt Nam chơi hơn người, nhưng các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra nóng vội, thiếu đi những đường chuyền chuẩn xác. Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 45-1 khi Văn Trường có pha chọc khe như dọn cổ. Ở tình huống này phải ngợi khen Văn Tùng khi anh phá bẫy việt vị thành công rồi thực hiện một cú vẫy má ngoài điệu nghệ. Mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Không lâu sau đó, những nụ cười ăn mừng đã vụt tắt khi Ngọc Thắng phải nhận thẻ đỏ sau một pha truy cản đối thủ trong vòng cấm địa. VAR đã giúp đôi bên cân bằng số lượng cầu thủ trên sân và VAR cũng giúp cho Kuwait có được quả phạt đền thành bàn của Saman Mohamed ở phút 45-9. Vào hiệp 2, U23 Việt Nam tung vào sân một lúc ba cầu thủ Minh Quang, Vĩ Hào, Mạnh Hưng thay cho Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng và Văn Khang. Chưa kịp nóng máy, Vĩ Hào đã được tặng một món quà từ trên trời rơi xuống khi thủ môn Abdullah Majok mắc sai lầm ngớ ngẩn để cho tiền đạo của U23 Việt Nam cướp bóng trong chân. Trước khi ghi bàn, bàn thắng ở phút 47 đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thoải mái hơn về mặt tinh thần. Lưới của U23 Kuwait đã rung lên ở phút 54, tuy nhiên bàn thắng của Minh Khoa đã không được công nhận khi trọng tài cho nhận định Thái Sơn. Người chuyền bóng đã rơi vào việt vị. Chủ động nhường sân cho đối thủ, U23 Việt Nam đảm bảo được sự an toàn và chuyển đổi trạng thái cũng mượt mà hơn. Ở phút 76, Thái Sơn có pha chuyền bóng đẳng cấp để Vĩ Hào băng xuống chiếm lĩnh không gian. Sau một nhịp xử lý gọn gàng, tiền đạo của Bình Dương đã loại bỏ hậu vệ cuối cùng trước khi tung ra cú đá bằng chân trái nâng tỷ số lên 3-1. Không có nhiều tình huống đáng xem trong thời gian còn lại của trận đấu khi U23 Việt Nam chủ yếu chơi bên phần sân nhà. Thắng 3-1 trước U23 Kuwait, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có sự khởi đầu suôn sẻ tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Malaysia. Trận đấu này diễn ra lúc 20:00 ngày 20 tháng 4. Đội hình thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait. U23 Việt Nam, Văn Chuẩn, Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Ngọc Thắng, Văn Khang, Mạnh Hưng 46, Minh Khoa, Thái Sơn, Văn Cường, Đình Bắc, Văn Trường 10, Đức Phú 84, Võ Nguyên Hoàng, Vĩ Hào, Văn Tùng, Minh Quang 46. U23 Kuwait, Abdullah Majok, Mohsen Gheri, Youssef Al-Hakwa, Khaled Al-Fahi, Ibrahim Majok, Al-Fahi, Saman Mohamed, Husay Mohsen, Abdulrahman Karam, Monta 67, Madi Dasi, Al-Kaisi 67, Muad Al-Enji. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.